Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bypass iCloud cho thiết bị AirPods Pro 9.7 đang chạy iOS 16.7 và jailbreak root full cài CDR luôn nha các bạn. Trên màn hình video là thiết bị AirPods Pro 9.7. Hiện tại thiết bị đã bị khóa tài khoản iCloud nha các bạn. Mình không thể nào active vào bên trong. Bây giờ mình sẽ đi vào các bước tiến hành bypass iCloud và sau đó jailbreak root full cài CDI. Get go! Trên màn hình máy tính, bước đầu tiên mình sẽ mở tool bypass iCloud và kết nối thiết bị với máy tính. Tại đây, mình sẽ tiến hành trích thông tin file active của thiết bị nha các bạn. Sau khi read thông tin file active thành công, mình sẽ mở tool jailbreak Open RAN và thực hiện quá trình jailbreak root full cho thiết bị AirPods Pro. Bây giờ mình sẽ đưa thiết bị AirPods Pro về chế độ default. Như vậy là quá trình jailbreak đang làm việc nha các bạn. Sau khi thiết bị AirPods Pro khởi động lên lại, bây giờ mình sẽ thực hiện quá trình jailbreak lần 2. Như vậy là quá trình jailbreak đã thành công rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết nối thiết bị AirPods Pro và tiến hành bypass iCloud cho thiết bị.
Như vậy là mình đã bypass iCloud thành công rồi nha các bạn. Sau khi iPad Pro khởi động lên thì chúng ta sẽ bị mất nhiều rắc. Tiếp theo mình sẽ mở lại tool OpenRAN để fix lỗi mất nhiều rắc. Tại đây các bạn nhập phím số 2 và Enter để chúng ta fix lỗi nhiều rắc. Như vậy là đã có ứng dụng Balaren rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở app Balaren và sau đó cài ứng dụng Sileo. Tiếp theo là mình sẽ thêm nguồn và cài CDI. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài mật khẩu màn hình cho những thiết bị đã gieo rắc Balaren. Bước cuối cùng, mình sẽ đăng nhập tài khoản iCloud mới vào thiết bị iPad Pro nha các bạn.
Như vậy là mình đã đăng nhập tài khoản iCloud mới thành công rồi nha các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chân thành cảm ơn.